Ok, F2B Gaming Channel xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip, có thể nói là chia sẻ cho anh em một cái hướng dẫn tạo nhiều ad farm nha anh em, dành cho anh em newbie. Và đặc biệt là chúng ta sử dụng trên một chiếc điện thoại iPhone nha anh em. Mình sẽ làm cái đầu tiên video về iPhone trước, rồi sau đó mình sẽ làm trên hệ điều hành Android nha anh em. Rồi, về cái hướng dẫn tạo nhiều ad farm dành cho anh em newbie trên chiếc điện thoại iPhone sẽ có hai phần nhé anh em. Phần 1 sẽ được gọi là giúp anh em phân biệt ra account Gomota với account quốc tế nhé anh em, và những điều anh em cần biết để khi mà chúng ta tải những cái app từ phiên bản nước ngoài và phiên bản Gamuta nha anh em của Việt Nam. Đấy. Thì để anh em có thể là hiểu rõ hơn thì mình đã cắt ra thành hai phần nha anh em, là phần 1 và phần 2. Phần 2 của mình đó sẽ hướng dẫn cho anh em về cái cách đổi địa chỉ ID Apple từ Việt Nam sang Mỹ và từ Mỹ về Việt Nam nha anh em. Rồi sau đó anh em có thể chuyển đổi từ Việt Nam sang Hàn Quốc, rồi sau đó từ Hàn Quốc về Việt Nam nhé anh em, nó y hệt như vậy luôn. Rồi, ok, phần đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái phân biệt account hay còn gọi là tài khoản Gamuta với tài khoản của quốc tế nhé anh em. Gamuta và quốc tế, cùng với đó là những điều anh em cần biết để khi anh em tải những cái app Rap Kingdom từ phiên bản Gamuta cũng như là quốc tế về sẽ không bị đụng những cái phần mềm. Cái thứ hai là chúng ta sẽ chơi ổn định, không có được gọi là có vấn đề gì đó về cái Rap Kingdom. Rồi, cái việc đầu tiên nhất là anh em nắm rõ giùm mình một cái quy định của Rap Kingdom nha anh em. Quy định của Rap Kingdom là một vương quốc hay còn gọi là kingdom á anh em, là chỉ có thể tạo tối đa 2 nhân vật nha anh em. Anh em nhìn thấy hai nhân vật ở đây nha. Đấy, chỉ có hai nhân vật thôi. Đây là quy định của Rap Kingdom. Nên là dù anh em tạo như thế nào, bao nhiêu nhân vật cũng như vậy, nhưng mà một nhân quốc chỉ được tối đa 2 nhân vật thôi anh em. Rồi, một câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà trên một cái chiếc điện thoại iPhone mà chúng ta có thể chơi được ạc thứ 3, ạc thứ 4 đó. Thì đó sẽ là cái phần thứ hai mình sẽ chia sẻ cho anh em nha anh em. Rồi, trên đây là một trong những cái quy định mà mình nghĩ là anh em cần phải nắm rõ. Rồi, cái thứ hai, cái mà trong video của mình muốn nhấn mạnh với anh em, Rap Kingdom, Gamuta là anh em sẽ khác cái gì với Gamuta của quốc tế? Gamuta với quốc tế là hoàn toàn khác nhau nha anh em. Khi về Việt Nam thì cái nhà sản xuất cũng như là nhà điều hành ở Việt Nam đặt với cái tên là Gamuta nha anh em. Còn Rap Kingdom quốc tế là anh em sẽ tải khác với Việt Nam, khác là khác ở chỗ quốc gia nha anh em, chỉ có vị trí quốc gia thôi, thì sẽ phân biệt ở ngay chỗ đó. Quốc gia thuộc Việt Nam thì cái phiên bản sẽ là Gamuta. Còn khi mà anh em ở nước ngoài, ví dụ như là Mỹ, Hàn Quốc, Canada, thì những phiên bản đó thuộc về phiên bản quốc tế nha anh em, Rap Kingdom quốc tế. Nên anh em chỉ cần dễ hiểu một việc là anh em tải phần mềm, tải game từ Việt Nam thì nó được gọi là account Gamuta. Còn khi anh em tải những quốc gia khác, Mỹ, Hàn Quốc, Canada, v.v. thì được gọi là Rap Kingdom quốc tế nha anh em, account quốc tế. Rồi, trên đây là một số cái công việc mà mình nghĩ anh em cần phải kiểm tra trước giùm mình sau khi anh em làm cái phần thứ hai nhé anh em. Anh em xem phần thứ hai. Rồi, cái điều đầu tiên nhất là anh em kiểm tra giùm mình cái cấu hình của iPhone của chúng ta, là cái cấu hình của anh em là thuộc ở cấu hình bao nhiêu. Ví dụ như là iPhone mấy, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8. Đấy, vân vân. Hiện tại là đang có iPhone 13 Pro Max là cao nhất nhé anh em, và chuẩn bị ra iPhone 14. Đấy, bởi vì sao? Khi mà anh em chạy nhiều ạc quá thì anh em phải dự phòng giùm mình. Anh em phải dự phòng giùm mình là
anh em sẽ có thể là đánh nhau. Đó. Anh em có thể đánh duo nè, là anh em đánh solo nha anh em. Đó, và anh em có thể farm. Bởi vì khi mà chúng ta tải một account vào chiếc điện thoại chúng ta, thì chiếc điện thoại của chúng ta nó sẽ chiếm dung lượng và nó sẽ chiếm những bộ nhớ trong cái điện thoại của chúng ta. Ví dụ như hiện tại là mình đang xài iPhone 6S Plus. Đấy, anh em nhìn thấy nè, mình chỉ tải hai cái app Rap Kingdom thôi anh em, là mình được 4 nhân vật. Khá là ổn định nha anh em, khá là ổn định. Còn nếu như anh em ở cấu hình cao hơn thì anh em có thể tải được nhiều hơn. Nhưng mỗi lần anh em log in thì anh em chỉ cần log in, bấm vào một cái biểu tượng là chỉ được một account, là có thể là một nhân vật nha anh em, một account là một nhân vật, sau đó chuyển đổi những nhân vật khác không thể truy cập cùng một lúc nha anh em. Đó, cái điều đầu tiên nhất là anh em kiểm tra cái cấu hình iPhone của mình. Cái điều thứ hai là anh em kiểm tra xem tài khoản của anh em đang ở quốc gia nào. Ví dụ như anh em hiện tại là đang ở Việt Nam thì anh em đa số anh em sẽ có cái quốc gia là Việt Nam, còn một số anh em khác đấy, anh em có thể là giả lập sang Mỹ, Canada, Hàn Quốc và vân vân. Đặc biệt cái mục thứ hai này kiểm tra tài khoản là nó sẽ giúp cho anh em làm gì? Anh em có thể ghi nhớ. Anh em ghi nhớ là mình đang sử dụng cái quốc gia nào, để khi anh em tải cái Grab Kingdom đầu tiên, đó, một cái app đầu tiên, thì anh em sẽ nhớ là tôi đang ở vị trí nào. Thì sau khi mà Grab Kingdom ngày chuẩn bị là sẽ cập nhật thì sẽ yêu cầu anh em phải tải lại, thì anh em cần phải nhớ ngay cái vị trí của mình thì anh em mới có thể tải chính xác được nha anh em. Đấy là cái mục thứ hai mà mình cần anh em phải kiểm tra tài khoản. Anh em có thể ghi chú ở bất cứ nơi nào mà anh em có thể nói là anh em dễ tìm nha anh em. Tại vì khi mà anh em tải ở Việt Nam mà anh em lại lấy account của quốc tế anh em log in vào là không được nha anh em. Và ở quốc tế anh em log in vào Việt Nam cũng không được. Chỉ khi tải ở Mỹ thì anh em mới có thể sử dụng tài khoản của Mỹ. Anh em tải bản Gamuta thì anh em xài tài khoản của Gamuta nha anh em, chứ không có thể xài chung với nhau được. Mặc dù là một trò game của Rap Kingdom sản xuất. Rồi, trên đây là một số cái ví dụ anh em nhìn thấy nè. Ví dụ là anh em có thể là tải một cái app Việt Nam nè, anh em tải một cái app Rap Kingdom Gamuta thì anh em sẽ tạo được hai nhân vật. Rồi sau đó khi mà anh em đã ổn ở phiên bản này rồi thì anh em có thể là giả lập. Giả lập chỉ dành ở cái phiên bản của PC nha anh em. PC anh em có thể giả lập, còn với điện thoại iPhone của chúng ta thì anh em không cần, anh em chỉ cần chuyển đổi cái ID Apple. Phần thứ hai mình sẽ chia sẻ cho anh em một cách ngắn gọn, dễ hiểu và có những địa chỉ cho anh em. Thì anh em chỉ có thể chuyển quốc gia, rồi sau đó anh em sẽ tải thêm một cái app Rap Kingdom quốc tế. Thì anh em sẽ tạo thêm được hai nhân vật nữa, tổng cộng anh em được 4 nhân vật. Rồi sau khi mà anh em đã có của Mỹ rồi thì anh em có thể tạo thêm một cái account nữa, là account quốc tế nữa nha anh em, là của quốc gia Hàn Quốc. Đấy là anh em thêm được hai nhân vật nữa, là tổng cộng anh em được 4 nhân vật và vân vân nha anh em. Anh em có thể tạo rất nhiều, anh em có thể tạo rất nhiều account của chúng ta, nhiều nhân vật để anh em làm ad farm. Đấy, nhưng mà phải đảm bảo một cái việc là anh em phải có cấu hình đủ mạnh nha anh em. Anh em phải có cấu hình đủ mạnh. Còn cấu hình mà kém quá thì anh em sẽ không có thể lóc được dễ dàng. Cái thứ hai là anh em sẽ chơi game rất là lag. Đó, trên màn hình anh em nhìn thấy nè, trên màn hình anh em nhìn thấy là hiện tại là cái mình đang đánh ngôi sao của hai cái account của mình. Hiện tại là mình có một account farm ở URI thuộc Vương quốc là 2263, và cái account thứ hai, đấy, không phải là account thứ hai mà là tài khoản thứ hai, nhân vật thứ hai của mình là ở clan URD cũng thuộc Kingdom 2263 nhé anh em. Đây là một account mà chúng ta có thể là có hai nhân vật nhé anh em, chứ không phải là hai account. Đấy, anh em nên phân biệt thêm cho mình một cái việc này nhé anh em. Đấy, trên đây là một số cái thông tin mà mình có thể chia sẻ ngắn gọn với anh em về cái phần 1 nhé anh em. Cái vấn đề quan trọng là anh em cần phải nắm cho mình là một vương quốc chỉ có thể tạo tối đa hai nhân vật. Cái thứ hai là tài khoản Gamuta là anh em sẽ sử dụng ở Việt Nam, tài khoản của Việt Nam. Còn
Rap Kingdom quốc tế thì anh em sẽ tải ở những cái quốc gia là Mỹ, Hàn Quốc và Canada và vân vân nha anh em. Rồi sau đó chúng ta sẽ thực hiện những cái công việc kiểm tra cấu hình iPhone và kiểm tra cái tài khoản để ghi chú lại, sau đó chúng ta mới thực hiện cái phần thứ hai nha anh em. Ok, trên đây là một số cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình. Cảm ơn anh em đã chú ý xem video của mình. Nếu như anh em thấy video hay, vui lòng tặng F2B Gaming Channel một like hoặc là một subscribe để khích lệ tinh thần phát triển kênh nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.